Vâng, hello tất cả bạn. Hôm nay thì Lê Trọng Vlog lại tiếp tục giới thiệu với các bạn về bộ mũi ghép cửa hàm X nhé. Bình thường thì các bạn dùng máy to be các bạn mới ghép cửa mộc hàm X được, đúng không ạ? Nhưng hôm nay thì Lê Trọng Vlog giới thiệu với các bạn về bộ đôi mũi ghép cửa hàm X này các bạn. Sử dụng máy soi các bạn vẫn có thể làm được mộc hàm X nhé các bạn. Đó, mộc hàm X nó là như nào thì lát nữa thì Lê Trọng Vlog sẽ nói qua với các bạn rõ ràng và chi tiết hơn. Ok, thì Lê Trọng Vlog sẽ mở ra để cho các bạn xem bộ mũi này. Đây các bạn. Đó, đây là mũi chạy phào nha các bạn. Nó là như nào thì lát nữa Lê Trọng Vlog sẽ nói chi tiết với các bạn. Và tiếp theo nữa, đây là mũi chạy mộc nha bạn, chạy mộc hàm X nha. Đó, đối với bộ mũi này thì Lai Châu Vlog phải nói với các bạn là nó rất chi là sắc bén luôn nha. Năm 2023 thì Lai Châu Vlog mua bộ mũi này là 400 mấy nghìn nha các bạn. Nhưng hôm nay Lai Châu Vlog sẽ giới thiệu với các bạn bộ mũi y như mũi này luôn, nhưng chỉ với giá là 270.000 thôi các bạn. 270.000, giá quá là mềm. Rồi các bạn, bình thường các bạn không có mũi ghép cửa hàm X thì các bạn chỉ ghép được như này thôi các bạn. Đây, góc phào thì nó cong như này các bạn. Nó làm như này thì Lai Châu Vlog cho rằng nó cũng gọi là khá bình thường, đúng nào? Nhưng hôm nay Lai Châu Vlog giới thiệu với các bạn về bộ mũi ghép cửa mộc hàm X thì các bạn có thể là ghép như này thoải mái nha các bạn. Vừa rồi là các bạn thấy cái góc phào là cong đúng không ạ? Nhưng đối với bộ mũi ghép cửa hàm X của Lai Châu Vlog giới thiệu với các bạn, ghép được như này luôn. Theo như các bạn đăng ký kênh và theo dõi video của mình thường xuyên thì bạn cũng thấy rồi, trong quá trình mình làm bạn thấy rồi đúng không ạ? Đây các bạn, đó, nó vuông ván nhìn khá là đẹp. Đó, khá là đẹp luôn nha các bạn. Và đây các bạn, đối với tất cả đầu mộc đây nha bạn, đầu mộc đó là chạy bằng cái mũi này, nó tạo thành mộc hàm X nha bạn. Và lát nữa mình sẽ cho bạn xem một chút về trong quá trình mình chạy mộc hàm X nhá, bằng cái mũi này luôn, khá là sắc bén luôn nha. Chỉ lắp bằng máy soi cầm tay thôi các bạn. Đối với cốt là cốt 12 ly 7, rất là vừa máy soi nha các bạn. Và tiếp theo nữa là cái mũi này là mũi chuyên chạy phào nha bạn. Đây bạn. Đó, mũi chạy phào. Đó, về cái mũi này thì đây bạn. Chuyên chạy phào. Phào lồi á bạn. Rồi, để làm được như này thì Lai Châu Vlog sẽ cho các bạn xem một chút về trong quá trình Lai Châu Vlog sử dụng mũi xoay này nhé. Rồi, ok, khi bạn tham khảo qua video rồi, các bạn thấy bộ mũi này làm cửa đẹp thì các bạn nhấp vào đường link phía dưới mô tả video để các bạn mua bộ mũi này về mà sử dụng nhé. Trước đây mình mua bộ này là hơn 400.000 nhé. Bây giờ nó rẻ như này các bạn. Rồi, ok, chào bạn.